Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở những chương trước, chúng ta đã biết được mục đích của Bạch Pháp Sư là nhuộm trắng toàn bộ thế giới và mục tiêu hiện tại là nhuộm trắng một thần long và sử dụng sức mạnh của nó. Để làm được điều đó, cô ta cần phải phá hủy năm quả cầu tượng trưng cho bàn tay phải, bàn tay trái, lưng, vai trái và vai phải. Tuy nhiên, sức mạnh của Bạch Pháp Sư không hề làm được việc đó, nên cô ta phải sai khiến tất cả các thành viên của Freetail và Jeola phá hủy những quả cầu. Không những phải chiến đấu với các thành viên trong hội, mà nhóm của Natsu còn phải chống đỡ với các cuộc tấn công của Diabolo. Một bên muốn bảo vệ, bên còn lại muốn phá hủy, khiến cuộc chiến diễn ra ngày càng quyết liệt. Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng mình bình luận chương 41 và 42 của nhiệm vụ trăm năm với tựa đề Con ác chủ bài. Mở đầu chương là hình ảnh tơi tả của các thành viên trong lôi thần tộc. Trước đó, họ đã bị Toka nhuộm trắng và phải nghe lệnh giao chiến với nhóm của Natsu. Họ đã tấn công và tuyên chiến với Gray. Người ta bảo rằng 2-1 thì không chầu cũng què, đây 3-1 thì việc gì phải xoắn. Tuy nhiên, nhờ vào trí thông minh và sức mạnh của băng xét quỷ, Gray đánh bại họ mà không gặp quá nhiều khó khăn. Quay trở lại với câu chuyện chính, khi đang lo hay không biết phải làm gì tiếp theo, đột nhiên Kana xuất hiện trước mặt Gray và Zuvia với bộ dạng say bí tỉ. Trong lúc đang hưng phấn vì mới hạ được lôi thần tộc, Gray tính giải quyết nhanh chuyện này. Nhưng bất ngờ thay, Kana né nó một cách dễ dàng bằng tuyệt kỹ trong bộ vô công tứ quyền. Thanh trong cơn phê, Kana quyết định vận nội công, chuẩn bị sử dụng Fairy Glitter. Lại ở đến Fairy Glitter, đây là một trong tam đại tiên thuật chứa danh của Freetail. Nó là một loại ma thuật cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức tiêu diệt bất cứ ai mà người dùng cho là kẻ thù. Kana thừa hưởng nó từ Mavis, có được cho là người duy nhất có thể sử dụng nó thành thạo. Cho đến bây giờ, cô vẫn sử dụng nó như một loại ma thuật mạnh nhất để kết thúc trận chiến. Nếu ma thuật này mà giáng xuống thì chắc chắn rất nhiều người sẽ giác ngộ tư tưởng cách mạng và lập tức chuyển sinh qua thế giới khác. Rất may Lucy đã xuất hiện và ngăn chặn Kana thành công. Đột nhiên, Lucy lần mò gì đó trong người Kana và theo một người cô đốc đen tối như Zuvia thì cô ăn làm việc mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn thử. Nhưng thứ mà cô đang tìm kiếm là những lá bài của Kana. Ở chương 38, khi đang chiến đấu với Lysana thì trong đầu Lucy bỗng nói lên một kế hoạch có thể cứu được tất cả mọi người. Cách mà Lucy nói tới chính là sử dụng những lá bài này để phong ấn tất cả mọi người vào bên trong. Lucy cho rằng Kana và mình cùng là pháp sư hệ sở hữu, cộng thêm những lá bài của Kana không cần lập khế ước nên việc này sẽ rất dễ dàng. Do tìm hiểu kỹ cách vận hành mà đã manh động sử dụng, kết quả Lucy bị phong ấn ngược vào bên trong. Nhưng rất may Kana đã tỉnh lại và bằng cách thần kỳ nào đó cô không bị thôi miên. Kana giải thoát cho Lucy, sau đó phong ấn lên thần tộc. Đáng lẽ cô phải nhận ra mình đang làm gì, nhưng không, ngay cả bộ đồ đang mặc cô cũng chẳng biết ở đâu ra. Với sự giúp đỡ của một đồng minh tuy mới mà cũ, tuy hy vọng cứu các thành viên trong hội đã mở ra, mọi người cùng nhau tiến về con đường phía trước với quyết tâm đầy mãnh liệt. Tại nhà thờ thành phố Tây Trái, trận chiến của Kiria và La Sớp vẫn đang tiếp diễn. Vẫn như mọi khi, dù đã ăn hành ngập mồm, Kiria vẫn không quên tỏ ra ngầu ngầu. Với lời khẳng định đanh thép, ăn thịt lôi long dễ như việc ăn miếng bánh uống miếng nước. Dù có bị thôi miên, La Sớp vẫn là La Sớp. Anh đáp trả lời khiêu khích với hai độ ngầu hết chỗ chê. Với tiêu chí đánh phủ đầu, chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Kiria tung ra đòn tấn công trước. Cứ ngỡ rằng La Sớp đã gục ngã sau đòn tấn công ấy. Nhưng tiếc thay, đòn tấn công này chẳng có tác dụng gì. Dù sao cũng là người đứng đầu của lôi thần tộc. Sức mạnh này thuộc hàng có số có má, làm sao mà thua với một con nhỏ dễ hơi như vậy được. La Sớp vận sức quay tay, sau đó tung một cú đấm sấm sét. Kiria chọn tuyệt chiêu minh ngự lôi, bị đánh bay ra xa hàng trăm cm. Đang mơ mơ hồ hồ, cô ta suy nghĩ rằng có khi nào mình đã gục ngã trước đồ đẹp trai của lôi long rồi không? Lại nói thêm về La Sớp, khi nhìn thấy anh ta trong bộ dạng thiếu vải, cơ bắp cường tráng, cái đẹp trai lại còn khoai to, nhà mặt phố, ông với bố làm quan to. Đã thế, trên hông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn. Chả thế mà xung quanh anh luôn dính nghi án tình cảm với vô vàng hot girl. Nhìn chung, La Sớp thuộc mẫu đàn ông mà phụ nữ say đắm. Người ta thường nói rằng mê gì thì có thể bỏ, chứ mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết. Ngay cả một người kiêu ngạo như Kiria cũng phải lung lay trước La Sớp. Nếu mà các chị em nhìn thấy La Sớp, có khi là đụng cả rượu chính ấy chứ. Quá chuẩn luôn. Ở một diễn biến khác, tại nhà thờ của thành phố vai phải, Wendy đang cố gắng giải cứu bạn của mình, nhưng mọi cố gắng đều không có tác dụng. Biết rằng nếu Wendy ở lại đây thì tên biến thái kia sẽ có thời gian phá hủy các quả cầu khác, gây ảnh hưởng cho mọi người cũng như gây nguy hiểm cho một thằng long Andron. Kala bảo với Wendy và ngăn hắn ta lại, nếu Wendy đánh bại được hắn thì mới có cách phá hủy đống kén này. Tuy bị hạn chế về di chuyển vì bị bó buộc trong cái kén, nhưng nhờ vào sự thông minh, Wendy đã dần làm quen với nó.
cô có thể bắt kịp tốc độ của hắn, thậm chí còn tạt hắn một cú đá như trời giáng. Hắn ta tuy có bất ngờ nhưng vẫn kịp bắn tơ vào tường giữ cho mình khỏi rơi, giống như cách mà Spider-Man hay làm. Sau đó hắn lôi trong người ra và viên kẹo cao su, cứ ngỡ là hắn sẽ làm một cái gì đó với nó. Ai ngờ hắn nút hẳn nó vào bụng. Từ lúc Niêm Long xuất hiện đến bây giờ, hầu như mọi hành động của hắn ta rất kỳ lạ. Đúng là trong manga và anime, nhưng vật bề ngoài kỳ dị thì con người không hề nào bình thường được. Và cũng không trách được hắn, ngay cả những lời nói của hắn còn khó hiểu, nên việc hắn ta nuốt kẹo cao su cũng không lấy gì làm lạ. Trong một phút bất cẩn vì hành động kỳ lạ của hắn, Wendy đã mất tập trung và đánh trọn đòn tấn công mà hắn gây ra. Có thể đòn tấn công này sẽ tự bóp chính hắn, vì biết đâu được nó sẽ khiến Wendy thoát khỏi kén và vô tình giúp Wendy trở lại chiến đấu một cách bình thường. Quay trở lại với nhóm của Lucy, khi này Kana đã có thêm 3 người là Romeo, Wakaba và Makao. Sau đó tiếp tục phong ấn thêm Lisana. Nhận ra sự hiện diện của Mira, F-Man và một vài hành viên của Diabolo, cô đây cảm thấy mọi thứ trở nên khó khăn hơn so với dự tính ban đầu. Dù đã tìm ra cách để cứu các hành viên khác, nhưng với những người mạnh như Mira, nếu không tìm cách hạ gục họ thì lá bài phong ấn hoàn toàn vô dụng. Tại nhà thờ, sau khi cụ hành Kiria không thương tiếc, Lasset tiến đến gần chỗ quả cầu. Khi Lasset chuẩn bị phá hủy nó thì Erza xuất hiện và lớn tiếng ngăn cản. Cô khá ngạc nhiên khi thấy Kiria bị đánh te tua và nằm bất động hoàn toàn. Tuy không ngán gì Kiria, nhưng khi chiến đấu, Erza cũng phải chạy chật mới có thể bón hành được cho Long Nữ. Vậy mà Lasset đã chiến thắng mà trên người không hề có một vết thương, chứng tỏ rằng trong suốt thời gian qua Lasset đã không ngừng mạnh lên. Lần đầu tiên Erza cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình rất thấp. Ngay lúc này cô nghĩ rằng nếu có Natsu hay Gray ở đây, có lẽ phần thắng sẽ tăng lên đáng kể. Dù biết việc này sẽ rất khó khăn, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô buộc phải chiến đấu để bảo vệ đồng đội cũng như hoàn thành nhiệm vụ đang làm. Bằng mọi giá cô phải ngăn cản Lasset. Cô thay đổi chiến giáp sang lôi đế giáp, thứ có thể giúp cô kháng lại những đòn tấn công cũng như bắt kịp tốc độ của Lasset. Hai người đã từng giao chiến với nhau trước đây, tuy nhiên trận chiến đó vẫn bất phân thắng bại vì Erza phải dừng lại để giải quyết một số vấn đề quan trọng hơn. Theo mình, trận chiến này sẽ có nhiều pha combat mãn nhãn, đảm bảo sẽ không phụ lòng chờ đợi của các bạn. Ngay lúc này, Natsu và Happy đã hướng thẳng tới thành phố trên lưng của một thần long. Theo những gì mà Natsu phân tích thì lưng chính là nơi trung tâm của một thần long mà những tên boss khủng chắc chắn sẽ có mặt ở đó. Happy bất ngờ vì suy nghĩ của Natsu, nhưng không phải vì suy nghĩ này thông minh mà vì Natsu chỉ nhớ tới Lasset và Mira mà quên rằng Cheola cũng đang bị nhuộm trắng và biết đâu được tất cả bọn họ đều đang có mặt tại đó. Rất may Mira và Lasset đang bận về chiến đấu, còn Cheola đang chờ đợi Erza sẽ làm điều gì đó hay ho với mình. Đúng là Natsu có khác, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, thích là nhích, cứ thằng nào mạnh nhất là tìm đập thằng đó ngay. Giống như lúc quẩy nhau với Alvarez, Natsu đã tìm Jeref vì Jeref là chùm cuối của Alvarez. Khi vào trong, Natsu đã ngạc nhiên khi thấy Bạch Pháp Sư đang nằm bất tỉnh dưới đất. Xung quanh không hề có dấu hiệu của việc ẩu đả, quả cầu vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó chứng tỏ rằng chưa có thành viên nào giao chiến ở đây. Natsu đã quyết định rằng không cần biết người đó là ai, cho dù người đó là phụ nữ hay là người đang bất tỉnh, chỉ cần là kẻ thù của hội thì cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cả việc xuống tay tiêu diệt. Khi đang chần chừ không biết có nên ở tay hay không thì Touka tỉnh lại và ôm chầm lấy Natsu trong sự bất ngờ của Natsu và Happy. Liệu tiếp theo Natsu sẽ làm gì và Lucy có thành công trong việc giải cứu các thành viên trong hội? Cùng đón chờ những chương tiếp theo của nhiệm vụ trăm năm nhé. Mở đầu chương vẫn là hình ảnh chạy nhau không thương tiếc của Chi-ơ và anh La. Hai bên liên tục lao vào đấm đá nhau, không ai chịu tỏ ra kém cạnh. Và không hổ danh là thành viên cấp S của Fairytale, trận chiến này thực sự quá mãn nhãn. Mọi thứ đã vượt xa những gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng. Nó đã không còn là trận chiến của con người nữa, mà đã trở thành cuộc chiến của hai con mạnh thú tranh giành nhau phô diện sức mạnh. Sau khi đánh nhau long trời lở đất, lật cả sàn nhà, cả hai quyết định kết thúc mọi việc và tung công bài cuối cùng. Erza sử dụng Thiên Luân Giáp, vận toàn bộ nội công, khi chuyện tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông, hướng tất cả lưỡi kiếm bay với tốc độ bàn thờ về phía Lôi Long. Lasset cũng không hề tỏ ra kém cạnh, khi thi triển 10 hành công lực, tung cú đấm sấm sét, đủ sức quét sạch bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Hai tuyệt chiêu lao vào nhau như hai con siêu thú đang cắn xé lẫn nhau, và không ngoài dự kiến, khi hai chiêu va chạm, nó tạo ra một sự chấn động rất lớn. Nhà thờ gần như bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh đã xảy ra cuộc chiến, không có thứ gì còn nguyên vẹn. Sau một hồi đứng trầm ngâm, bốn mắt nhìn nhau thở hồng hộc, đột nhiên Erza khuỵu xuống và nở một nụ cười như vừa chút bỏ được gánh nặng. Cô cho rằng mình đã hoàn toàn kiệt sức và thừa nhận rằng mình đã thua. Còn nụ cười kia là nụ cười của sự hạnh phúc, chứ không phải nụ cười của kẻ thua cuộc hay nụ cười của kẻ sung sướng vì mới đánh nhau một trận sướng tay. Theo lời chính Erza, khi cô cùng nhóm Natsu thực hiện nhiệm vụ trăm năm,
Cô rất lo lắng cho hội. Cô lo rằng liệu ai sẽ là người đứng ra bảo vệ khi hội gặp nguy hiểm. Khi thấy La Sếp mạnh mẽ như vậy, Uta đã yên tâm rằng khi anh ấy còn thì hội sẽ luôn an toàn. Sức mạnh của Lôi Long đã trấn an tinh thần của Titania, và đó cũng là lý do vì sao cô cười. Sau câu nói ấy, cô đã gục xuống và hoàn toàn bất tỉnh. Cứ ngỡ rằng trận chiến này đã ngã ngủ và phần thắng đã nghiêng về La Sếp. Nhưng không, La Sếp cũng đã kiệt sức. Ngay sau đó là hình ảnh La Sếp nằm bất động. Theo mình, trận chiến này không hề nói rằng ai mạnh hơn ai, vì cả hai dường như không có ý định tiêu diệt đối phương. Trong trận chiến, Eartha không hề tìm cách triệt hạ La Sếp. Những đòn đánh của cô tuy có sát thương cao, nhưng nó không đủ để khiến La Sếp mất mạng, dù cô đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Về phía La Sếp cũng vậy, dù có nhiều cơ hội để kết thúc mọi chuyện, nhưng anh đã không làm vậy. Trận đấu này chỉ chứng minh rằng tình đồng đội nó mạnh mẽ hơn cả sự khống chế của Bạch Pháp Sư. Dù đang ở hai phe khác nhau, nhưng họ vẫn không quên rằng mình là người cùng hội và luôn dành cho nhau sự tôn trọng của những người bạn. Ông bà ta có câu, chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Khi Eartha và La Sếp đánh nhau sức đầu mẻ chán, thì một người thuộc bên thứ ba đã ngồi không hưởng lợi. Nhân vật cơ hội ấy chính là Kiria. Khi mới xuất hiện, Kiria được giới thiệu là một người kiêu ngạo và sức mạnh, dám bật tay đôi với chị đại của Freytel, thậm chí còn đòi nhai luôn cả La Sếp. Thế mà trong trận chiến thì bị hai người kia nhét cho không biết bao nhiêu hành vào mồm. Khi họ giao chiến với nhau thì sợ teo cả não, còn bảo họ là những con quái vật. Người ta hay bảo với nhau rằng nhân vật được giới thiệu nguy hiểm thì về sau chỉ có phế lòi. Trong trường hợp này thì quả không sai. Chị giỏi nước gió chờ bão, chứ chả anh đám gì ra hồn, đúng là gà VL. Tuy có phần cơ hội, nhưng nhờ đó cô ta đã hoàn thành mục tiêu phá hủy quả cầu. Một thần long cũng vì thế mà khuỵu xuống, tạo ra hàng loạt chấn động lớn nhỏ khác nhau. Ngay cả người dân xung quanh cũng cảm nhận rõ rệt sự ồn ào này. Điều này đã khiến các thành viên của Freytel tăng thêm phần lo lắng. Trong khi đó, Natsu và Happy tỏ ra bất ngờ khi Toka thông báo số lượng quả cầu bị phá hủy đã tăng lên. Cứ theo cái đà này, không sớm thì muộn, tất cả quả cầu sẽ bị phá hủy hết. Một thần long cũng sẽ gục ngã vì không còn trụ cột chống đỡ. Khi đó, sức mạnh của thần long sẽ rơi vào tay Bạch Pháp Sư hoặc của bọn Thực Long Nhân. Với bản tính của bọn Thực Long, nếu có được sức mạnh này, bọn chúng sẽ càng quấy tất cả mọi thứ. Có khi là giống Overdress hồi trước, bành trướng thế lực, tìm cách thông tin thế giới. Còn nếu rơi vào tay Bạch Pháp Sư, nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Bình thường, cô ta đã là một thế lực, một mình đủ sức nhụm chấn toàn bộ Freytel. Trong tay nắm giữ sức mạnh thủy thần long, nay lại thêm một thần long, thì có khác gì không mọc thêm cánh. Mục đích nhụm chấn thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi mọi người còn đang hoang mang, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, bỗng một tiếng nói vang lên khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng nói ấy tuy quen thuộc, nhưng ở đất xa lạ, nó không phải của ai khác mà là của Bạch Pháp Ma Nữ. Cô ta khiến một cô mèo phải đau đớn tột độ vì dám trở lại hình dạng nguyên bản. Toka hy vọng Natsu và Happy sẽ làm gì đó để ngăn cản sự hút xa của Bạch Pháp Sư. Trước khi bị tước đi quyền điều khiển cơ thể, cô nói tất cả những gì mình suy nghĩ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được gặp mặt Happy, dù đây có thể là lần cuối cùng. Vừa dứt lời thì cô mèo dễ thương nó không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là Bạch Pháp Sư tàn ác xuất hiện với khuôn mặt khinh thường người khác, thái độ lòi lõm cộng với giọng điệu chọc tức người đối diện. Nó không khiến cô ta ngầu hơn hay mạnh hơn, nhưng lại khiến cô ta rất chi là gợi đòn, nhìn chỉ muốn lao vào tận cho một trận lên bờ xuống ruộng. Ngay lúc này, Hỏa Long và Bạch Pháp Sư đang đối mặt với nhau, sẵn sàng nghênh chiến. Hứa hẹn pha combat tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Mở đầu chương là hình ảnh đối mặt của Natsu và Bạch Pháp Sư. Mọi thứ dần trở nên căng thẳng hơn khi hai bên không ai nói với ai một lời nào. Đột nhiên Bạch Pháp Sư nói rằng Natsu sẽ rất vinh hạnh khi ở tay mình phá hủy quả cầu. Cô ta đã sử dụng bạch diệt, dần dần rút cạn ma lực của Natsu. Ma thuật này thực sự rất mạnh, có khả năng khống chế bất cứ vị pháp sư nào. Cả ban hội Fairytale cũng vì nó mà trở thành môn đồ của hội thánh nước chúa trời. Ngay cả Natsu, người luôn được cho là ma thuật sĩ gây nhiều đột biến nhất, cũng không thể chống lại nó. Với con bài này, cô ta dễ dàng khống chế bất cứ ai. Nhờ vào đó, tập hợp một đội quân hùng mạnh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cô ta yêu cầu, không khác gì những con rối vô tri vô giác. Mục tiêu chính của bạch pháp sư không phải đánh bại mọi ma đạo sĩ trên thế giới, hay cố gắng trở thành pháp sư tối thượng, mà cô ta chỉ muốn tận diệt những ma thuật hùng mạnh. Với cô ta, ma thuật phát triển lớn mạnh chính là nguồn gốc của mọi tội ác trên thế giới. Nó cần phải bị kiềm hãm và chỉ sự chi phối bởi chính bàn tay của cô ta, trong đó bao gồm cả hội pháp sư và cả ngũ thần long. Theo chính lời bạch pháp sư thì cô ta là con người, và hình dạng mèo mà bọn họ thấy là hình dạng thật của Toka. Và dường như cô ta rất ghét khi phải ở trong dạng exit của Toka. Dù đang bị khống chế, nhưng với bản tính của một thằng chuyên đi phá hoại và hết chọc ngoáy người khác, nó sư cà khịa rằng là cái cơ thể của exit, vậy còn chui vào đó làm gì. Câu nói này giống như gai đúng chỗ ngứa, khiến cô ta lặng người đứng hình mất 5 giây. Dựa vào chi tiết này, ta có thể đưa ra giả thuyết bạch pháp sư từng là con người, nhưng vì nguyên nhân gì đó mà cô ta phải mượn xác để tồn tại. Có thể Toka và bạch pháp sư không có liên kết gì đó, cũng có thể do vã quá nên phải mượn tạm thân xác của Toka, hoặc cũng có thể do vô tình mà cả hai đã phải hợp lại làm một. Tức tối vì bị thằng khác sửa lưng, bạch pháp sư đã đẩy nhanh quá trình bạch diệt khiến Natsu cả thêm đau đớn. Dường như cô ta mà để tâm đến Natsu mà quên mất rằng trong bàn thờ còn một nhân vật nữa, nhân vật bị lãng quên ấy chính là Happy. Có thể bạch pháp sư không chú ý tới Happy vì cô ta đánh giá Happy không đủ khả năng để gây hại cho mình.
nhưng việc coi thường chủ tịch Happy là một sai lầm rất nghiêm trọng. Trước tình thế cấp bách, Happy đã gỡ quả cầu và ném về phía Bạch Pháp Sư. Đang tập trung Bạch Diệt Nát Sư, cậu thấy bất ngờ với đòn tấn công, vì Bạch không đủ thời gian để né tránh, mà kết quả là ăn trọn quả cầu vào lưng. Sau khi va chạm, Bạch Pháp Sư dường như rất đau đớn, cơ thể dần bị biến đổi. Theo những gì Happy nói, thì sức mạnh của Bạch Pháp Sư không thể phá hủy những quả cầu, nên cậu nghĩ rằng cô ta không thể tác động trực tiếp vào quả cầu. Đúng là ngu lâu dốc bền, cũng có lúc thông minh đột xuất, đôi lúc chỉ là hàng tấu hài. Suốt ngày chỉ nghĩ đến cá, giỏi nhất là bày trò với nghĩ bậy, không bao giờ chịu động não. Nhưng khi cần, anh vẫn có thể trở thành người gánh tem cực mạnh. Ngay cả thằng bạn chiến hữu còn phải nể phục chế độ thông minh và nhạy bén. Chớp lấy cơ hội, Happy nhanh chóng đưa nó sư rời khỏi nhà thờ. Trước khi đi, Happy không quên nhìn lại người từng nói thương mình và tự hứa với bản thân sẽ làm mọi cách để cứu Toka thoát khỏi sự khống chế của Bạch Pháp Sư. Lại đến chị Bạch, khi này cơ thể của ta xuất hiện rất nhiều thứ giống như pha lê, cộng thêm rất nhiều nhánh cây mọc dài trên khắp cơ thể trông rất đáng sợ. Theo mình nghĩ, Bạch Pháp Sư bị ảnh hưởng như vậy là do sức mạnh của một thần long. Vì quả cầu kia là một phần của một thần long nên chắc chắn nó có chút gì đó của ông ta. Và việc cô ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy thì cô ta không phải là người bất khả chiến bại. Nếu khai thác tối điểm yếu này thì nhà nói sư sẽ gia tăng cơ hội lật kèo. Có thể trong vận chiến sắp tới, quả cầu của một thần long sẽ là con bài chủ chốt, hoặc cũng có thể một thần long sẽ là con ác chủ bài để theo chuyển càng khôn. Trận chiến giữa hai chị em Mira và hai thành viên của Diabolo vẫn chưa ngã ngủ. Nhìn vào hình ảnh hai bên, ta có thể hình dung được trận chiến ấy kinh khủng như thế nào. Gương mặt của họ hiện rõ sự mệt mỏi, bực tức, cơ thể đầy những vết chảy xước. Với F-Man bị thương như vậy thì ta có thể hiểu được phần nào. Nhưng với Mira, một thành viên cấp S, luôn trong top những người mạnh nhất của hội. Chưa kể, Mira và F-Man nổi tiếng là chị em nhà biến hình, phối hợp rất ăn ý với nhau. Vậy mà vẫn không thể hạ gục được bọn chúng, thậm chí còn bị chúng đả thương đến mức như vậy. Chứng tỏ rằng bọn họ thực sự rất cứng cựa. Ngay cả hai chị em cũng cảm thấy bọn chúng thực sự không dễ nhai chút nào. Bên kia chiến tuyến, bọn họ tuy nhận được lời khen từ hai chị em, nhưng mà họ không tỏ ra hào hứng, vì bọn họ cũng cảm thấy chị em nhà Mira thực sự mạnh không tưởng. Cứ tưởng sau khi khen ngợi lẫn nhau, hai bên sẽ lao vào tiếp tục khô máu, thì bất ngờ tên thủ lĩnh ra lệnh rút lui. Hắn ta biết rằng Kiria và Linh Long đã bị hạ gục, khiến lực lượng phe hắn đã bị giảm sút rất nhiều. Chưa kể mục đích của hắn là sức mạnh của một thần long, chứ không phải trận chiến vô nghĩa này. Mà có đánh tiếp đi nữa cũng chưa chắc sẽ giành chiến thắng, vì thực lực của Fretel rất bất thường. Một trận chiến vừa mất thời gian vừa không nắm chắc phần thắng thì đánh nữa cũng chỉ thêm vô ích. Lúc này nhóm của Lucy đứng từ xa chứng kiến trận đấu và biết rằng đây là cơ hội tốt. Người đây xung phong hạ gục Mira cho ánh mắt dè biểu của đồng đội. Hành động này nếu bình thường chúng ta sẽ nghĩ đây là chơi không đẹp, nhưng ta thử nghĩ xem, với lực lượng hiện tại thì việc chiến đấu trực tiếp với Mira và F-Man là bất khả thi. Hơn nữa họ là đồng đội của nhau, nó không thể sử dụng toàn bộ năng lực tránh việc gây tổn thương. Việc quan trọng nhất bây giờ là giải cứu đồng đội càng nhanh càng tốt. Nếu lựa chọn nào là tối ưu nhất thì sẽ được ưu tiên thi hành trước. Ngay sau đó là khung cảnh nhà thờ tay trái xuất hiện. Khi này hình ảnh hiện ra trước mắt là cảnh tượng Kiria chuẩn bị ăn thịt Lacet. Biết là Kiria muốn ăn thịt lôi long lắm rồi, nhưng ăn thịt kiểu này nhìn cứ có vẻ gì đó sai sai. Chả hiểu ăn thịt kiểu gì mà leo lên người thế kia, biểu cảm lại còn tỏ ra vẻ thèm khát. Chắc đây là cách hấp thụ sức mạnh kiểu mới do cô ta nghĩ ra. May cho Kiria là Furit không có mặt ở đây, chứ không là có màn đánh ghen lớn nhất lịch sử rồi. Đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon lành thì cô ta nhận được lệnh rút lui. Các cụ có câu chỉ đánh còn tránh bữa ăn, vậy mà Kiria chuẩn bị ăn thì bị tên thủ lĩnh ngăn cản. Thử nghĩ xem, bạn chuẩn bị ăn một bữa thật ngon thì bị phá đám, bạn có tức hay không? Kiria cũng vậy, cô ta rất tức giận, la hét đòi có thêm thời gian. Nhưng tên đầu sọ giải thích rằng lôi long đã bị Bạch Pháp Sư điều khiển. Nếu cô ta hấp thụ sức mạnh ấy thì cô ta cũng phải chịu số phận tương tự. Hơn nữa Linh Long đã biến mất, lực lượng lúc này không đủ để chiến đấu tiếp, nên rút lui sẽ là cách an toàn nhất. Tuy có hơi tiếc, những gì hắn ta nói đều rất hợp lý và vô cùng thuyết phục. Hơn nữa, hắn ta cũng rất mạnh và là sếp của mình. Nếu không nghe lời, hắn lại đấm cho không chịu phát nào. Sau đó là cắt hết lương thưởng, chỉ có một đói mốc mồm. Vì mục tiêu đặt ra vẫn chưa được hoàn thành, nên huy động tiếp viện là điều cần thiết. Theo như thái độ, cũng như những câu nói lắp ba lắp bắp của tên rất giống Phật Tổ, nhưng hành động lại vô cùng tàn bạo. Ta có thể biết được, lực lượng viện trợ này chắc chắn không hề tầm thường. Theo những gì tên thủ lĩnh nói, thì chúng chính là lực lượng mạnh nhất của hội. Và tên của chúng chính là Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn, một cái tên nghe rất ra gì và này nọ. Với những thành viên có mặt hiện tại, bọn chúng đã gây rất nhiều khó khăn cho nhóm người Nát Sư. Tuy không quá bá đạo, nhưng Kiria đã từng đánh ngang cơ với Erza hay Linh Long, chút tí nữa thì làm gọi Nát Sư. Thậm chí hai tên kia còn đánh một trận ngang ngửa với hai chị em Mira và F-Man. Vậy mà bọn chúng vẫn chưa phải lực lượng mạnh nhất. Nếu Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn thực sự mạnh như những gì bọn chúng nói, thì đây hứa hẹn sẽ là thử thách lớn, không chỉ với nhóm của Nát Sư mà cả với Bạch Pháp Sư cũng như của Fairytale. Trái ngược với Kiria, Nebo lại tỏ ra không hề quan tâm tới mệnh lệnh. Đối với hắn, bây giờ việc hấp thụ sức mạnh của Wendy là quan trọng hơn. Một phần là vì hắn cảm thấy bị xúc phạm khi Wendy dám sút vào mặt của hắn. Phần nữa là vì sức mạnh của Wendy khá thú vị. Nếu có được sức mạnh này, biết đâu chừng hắn có thể bay mà không cần cánh, hay đập đá phê pha để tìm cảm giác bay lượn.
ức giận vì bị gọi sai tên, cũng như bị coi là đồ ăn, Wendy bùng nổ trạng thái Super Saiyan. À nhầm lẫn một chút, trạng thái long lực mới đúng. Long lực là khả năng cao cấp của xác long nhân. Khi xác long nhân đạt được long lực, họ sẽ biến thành một con rồng hình người, đạt được sức mạnh và đặc điểm của loài rồng như ánh mắt sắc bén, răng nanh và vảy trên da. Theo như lời Zero, kẻ từng được nếm trải long lực của thằng đồ lửa Natsu, long lực là hình thái cuối cùng và mạnh nhất mà xác long nhân có thể đạt được. Khi này, sức mạnh của họ tương đương với một con rồng thực sự, đủ sức phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Long lực gia tăng nhiều lần sát thương từ phép thuật của xác long nhân thi triển, cho phép người dùng sử dụng các đòn tấn công mạnh mẽ, cao cấp hơn so với bình thường. Nó cũng gia tăng sức mạnh thể chất, tốc độ và pháp lực của người đang sử dụng. Để kích hoạt được long lực, xác long nhân thế hệ thứ nhất cần phải hấp thụ các chất có đặc tính ma thuật mạnh mẽ và có cùng thuộc tính nguyên tố. Wendy cũng thức tỉnh long lực với các cách tương tự. Khi chứng kiến bạn mình gặp nguy hiểm, Wendy đã ăn không khí với nồng độ Ethanano cực cao. Sau này, Wendy đã tích cực luyện tập và trở nên mạnh hơn. Cô cũng bắt đầu xây tàu xe như các xác long nhân khác. Và hơn hết, Wendy có thể kích hoạt long lực tùy ý mà không cần hấp thụ nguyên tố bên ngoài. Điển hình như khi chiến đấu với các thành viên mạnh mẽ của Olvarez, hay như trong chính chương chuyện 46, Wendy dễ dàng sử dụng nó và phá vỡ kén của Neville. Quay trở lại với câu chuyện chính, khi này Neville như biết rất rõ về long lực, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại rất bình tĩnh. Điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao hắn cũng được gọi là xác long nhân, nên việc xác long nhân hiểu rõ về sức mạnh tối thượng của mình là điều bình thường. Đã hiểu rõ được nó thì chắc chắn hắn cũng có thể sử dụng được nó. Điều đó được chứng minh ngay thông qua lời nói của chính hắn. Nhưng theo chính những gì hắn nói thì long lực của thế hệ thứ 5 sẽ rất khác. Vậy thông qua lời nói trên, ta có thể khẳng định hắn không phải là kẻ duy nhất biết cách sử dụng long lực. Tất cả những xác long nhân thế hệ thứ 5 đều có thể làm được. Nói đúng hơn là toàn bộ thành viên của Diabolo đều có thể kích hoạt long lực. Và chắc chắn Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn cũng không phải ngoại lệ. Với lực lượng được cho là mạnh nhất, cộng thêm khả năng sử dụng long lực, cộng thêm các thành viên chủ chốt của phe Natsu đều bị thương không ít, trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó lường. Nhưng việc bọn chúng lạm dụng long lực có thể sẽ không xảy ra, vì những gì tên thủ lĩnh nói thì đây là điều cấm kỵ. Có thể do long lực sẽ gây ra một cái gì đó không tưởng, hoặc đơn giản luật của bang là không cho phép sử dụng long lực. Mở đầu chương là cuộc gặp gỡ giữa Natsu, Happy và Wendy. Do Wendy là người duy nhất có thể nhìn thấy và trò chuyện với Irene, nên mọi hành động của cô bé không khác gì lên đồng. Với suy nghĩ thông minh của thằng đầu lửa, Natsu đã nghĩ rằng Wendy bị virus corona xâm nhập. Không hề làm ngơ, Natsu quyết định trở lại dạng suy ảnh, biết khô máu với con virus kia. Nhưng cuộc đời thật lắm bất công, nên cộng long không bao giờ thẳng, đâu phải cứ muốn cái gì là được cái đó. Với một thanh niên ngu đâu dốt bền, đầu đầu thông minh, thì suy ảnh là một thứ ma thuật gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết. Dù rất hoang mang, nhưng sau một hồi nói chuyện, Natsu dần cảm thấy yên tâm hơn. Trong cuộc đối thoại, Wendy đã nói cho Natsu cách để phân tách hai nhân cách bạch pháp sư. Nói thêm về thuật phân tách này, ma thuật này được Irene sáng tạo, từng được sử dụng với phân tách Fairy hết. Nó gần như có thể phân tách bất cứ ma thuật nào ra khỏi người khác, ngay cả một xác long nhân đã bị long hóa như Neville cũng phải chịu khuất phục trước nó. Vì vậy, theo ý kiến của mình, đây sẽ là phương án tốt nhất để đối phó bạch ma nữ. Thứ nhất, Toka và Kota tuy hai người nhưng hiện đang chung một cơ thể. Nếu như Kota bị tổn thương thì Toka cũng sẽ bị liên lụy. Thứ hai, với những thành viên của Fairy Tail, đặc biệt là Natsu, nếu không biết Toka là ai thì không sao, nhưng một khi đã biết, cậu ta sẽ không thể ra tay với người vô tội, kể cả trong tình huống bắt buộc. Vì thế, Natsu không thể tung ra toàn bộ sức mạnh, khiến trận chiến thêm phần khó khăn. Thứ ba, nếu phân tách thành công, có thể ma lực của bạch pháp sư sẽ bị suy yếu, khiến bạch diệt mất hiệu quả, hoặc chí ít khiến cô ta bất ngờ tạo ra cơ hội lớn cho cuộc phản công. Tuy tỏ thái độ nghiêm túc, chú ý lắng nghe từng câu từng chữ, nhưng mình tin rằng Natsu nãy giờ chả hiểu Wendy nói cái gì. Các bạn thử nhìn vào khuôn mặt này xem, có giống kiểu người nghe một lần là hiểu hay không, hay là người nghe rồi ậm ừ, cho qua rồi trong đầu chả có tí gì. Quay trở lại với câu chuyện chính, Happy khi nghe xong mọi chuyện đã tỏ ra rất vui mừng, nhưng khi nghe Wendy nhắc tới Kala, chàng mời xanh nhà ta liền tỏ ra vẻ suy ngẫm. Cứ tưởng rằng cậu ta đang lo lắng cho Crush, nhưng không, cậu ta đang lo lắng cho một thứ còn lớn lao hơn, phân vân không biết chọn ai giữa hai cô mèo xinh gái. Một người là người bình thường, còn người kia là người thương mình. Cả hai đều có nét nổi bật riêng, kẻ 8 lạng, người 800 gram, không biết phải nghe theo con tim hay là nghe theo lý trí. Đúng là một quyết định khó khăn. Đúng là con mèo được lăng nhăng, được voi là còn đòi hai bà chân. Cứ tưởng rằng trận chiến ngồi Gray với hai chị em Mira sẽ dễ như chở bàn tay. Tuy nhiên, mà hứa là trái ngược hoàn toàn. Nhìn vào mức độ tơi tả này, ta có thể đoán được Gray đã vất vả như thế nào. Tuy đã thành công trong việc phong ấn chị em Mira, nhưng vẫn có một vài rắc rối. Từng có thời gian hay học nhà tiên tri vũ trụ mà ai cũng biết là ai. Kana đã cho ta thấy khả năng mới bài siêu đỉnh thông qua việc tiên đoán vị trí của Cheola và Lasert. Cả hai người đó đều mất khả năng chiến đấu. Một người đã chiến đấu tung trời với Erza và sau đó hoàn toàn kiệt sức sau trận đánh ấy. Còn một người khác cũng bị Erza làm cho kiệt sức, đang chờ đợi cô trở lại trừng phạt mình. Cùng lúc ấy, nhóm của Natsu đã quay trở lại giải cứu Kala. Và như mọi khi, con mèo được lại tiếp tục bị ủng hộ bởi cô mèo trắng xinh đẹp. Ngay sau đó là một pha tấu hài cực mạnh đến từ vị trí của danh hài Natsu. Thông qua dự đoán trước đó, Natsu đã hiểu sai ý của Wendy. Dù quá được kỳ hết rồi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ vấn đề.
đúng là hàng đầu lửa có khác. Sau khi nghe Wendy giải thích và biết được Touka có nguồn Exit, Kala tỏ ra rất ngạc nhiên. Theo lời chính Kala thì cô ta biết tất cả Exit thì đang cư trú tại trái đất, kể cả những Exit được gửi tới trước hay sau sự kiện Edolat. Dựa theo những lời trên, ta có thể đoán được rằng Touka không có mặt trong sự kiện Edolat, hoặc cũng có thể do lý do nào đó mà không ai biết đến sự hiện diện của cô ấy. Cũng có thể Touka là một Exit đến từ quá khứ hoặc tương lai thông qua cổng nhận môn hay một cái gì đó tương tự xuyên không tới thế giới hiện tại. Đang chầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên nhóm giáo sư cảm thấy có gì đó đang thay đổi. Chỉ số binh vượt mức 999 khiến mọi thứ xung quanh giật lắc cực mạnh. Tình hình bên nhóm Lucy cũng không khá khẩm hơn là bao. Ngay sau đó chúng ta biết được nguyên nhân đằng sau sự việc lên đỉnh của một thần long. Đó là một quả cầu nữa đã bị phá hủy, và người làm việc này là một người tuy lạ nhưng người rất quen thuộc. Người đó chính là Matt, thanh niên phá tim còn hơn cả Natsu. Với khả năng bóp tim trời ban của mình, Matt một lần nữa khiến Fairy Tail rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tính ra đây không phải là lần đầu tiên Matt khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Lần đầu tiên là trong sự kiện đảo Tenro, là thành viên của Fairy Tail nhưng lại trà trộn vào hội khiến cho cuộc thi thăng cấp S bị gián đoạn. Sau đó là kéo theo một đống phiền phức khác. Lần thứ hai là trong sự kiện Olvarez, anh ta điều khiển tâm trí của Randis khiến cô ta đâm một nhát dao chí mạng vào người August. Cũng vì lý do đó mà August quyết định ra tay trừng phạt, không nương tay với Fairy Tail nữa. Mấy chút nữa, August tiện tay phá hủy luôn toàn bộ vương quốc Fury. Mấy cuộc bầu chọn, đâu là người bốc tim đỉnh cao nhất, chắc chắn không ai vượt qua được Matt mặt sẹo. Hình ảnh cuối cùng chúng ta được nhìn thấy chính là quả cầu còn sót lại duy nhất, cũng đã không còn nguyên vẹn. Theo tình hình này, trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Nếu Bạch Pháp Sư thành công với được sức mạnh của một thần long, thì cơ hội phân tách cũng như khả năng chiến thắng của Fairy Tail sẽ càng bị rút ngắn. Mở đầu chương là hình ảnh lên đầu một thần long, quang cảnh ngày càng hỗn loạn, không khí bỗng nhiên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các thành phố đang dần sụp đổ trước sự lo lắng của các thành viên Fairy Tail. Ngay sau đó là hình ảnh nhà thờ nơi nhóm giáo sư đang có mặt. Ở đây cũng bị ảnh hưởng bởi sự chấn động, mọi thứ rung lắc cực mạnh, đất đá rơi vỡ khắp nơi. Theo những gì diễn ra ở chương trước, Bạch Dị đã không còn tác dụng. Nguyên nhân là do ma lực của Bạch Pháp Sư đột nhiên không cánh mà bay. Theo những gì Bạch Pháp Sư suy nghĩ, thì mọi chuyện diễn biến tồi tệ như vậy là do một người phụ nữ. Cô ta tin rằng chỉ cần phá hủy năm bỏ cầu thì sức mạnh của một thần long sẽ thuộc về mình. Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy. Cô ta đã bị người thần long cho ăn một quả lừa cực lớn. Thay vì có được sức mạnh, cô ta lại vô tình giúp một thần long phá giải phong ấn, khôi phục lại toàn bộ sức mạnh đã bị kìm hãm. Hồi xưa đi làm đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt sức mạnh thủy thần long, bây giờ thì bị người ta lừa cho một vố, bị biến thành kẻ vô dụng, ngay cả khả năng tự vệ cũng không thể làm được. Lúc mà tạo nghiệp sẽ bị nghiệp quật, quả báo sẽ đến rất nhanh và nó sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Quay trở lại với câu chuyện chính, nhận thấy rằng Bạch Pháp Sư ăn lộ rất nhiều sơ hở, Wendy chết thời cơ ngay lập tức thi triển thuật phân tách. Dù đây là lần đầu tiên sử dụng ma thuật do Irene chỉ dạy, nhưng Wendy đã thực hiện rất tốt, tách rời thành công hai con người. Tuy nhiệm vụ đã thành công, nhưng vì sử dụng quá nhiều ma lực, Wendy gần như kiệt sức, nét mặt mệt mỏi, khả năng di chuyển bị chậm trong một khoảng thời gian ngắn. Chấn động do Andoron gây ra ngày càng lớn, khu vực nhà thờ đang dần sụp đổ. Biết rằng ở đây sẽ thêm phần nguy hiểm, nhóm giáo sư nhanh chóng tìm cách chạy thoát. Và như suy nghĩ từ lúc trước, Happy là người đầu tiên cõng Touka thoát khỏi hiểm nguy. Dù lúc đầu tuyên bố khá cứng, ai mà dám làm hại tới hội thì anh nhà ta sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng khi thấy một cô gái đang gặp nguy hiểm thì cậu mới quyết định phải cứu giúp. Nhìn hình ảnh này xem, hai thằng bạn, mỗi thằng cõng một cô, ai mà không biết lại bạo số hưởng. Thật ra làm vậy để cứu người, chứ có ham hố gì đâu, một thằng mèo xanh nào đó cho hay. Sau khi thoát khỏi nhà thờ, nó sẽ yêu cầu những người còn lại tìm đến nơi nào đó an toàn hơn. Còn cậu ở lại thực hiện nhiệm vụ được giao từ trước, đó chính là diệt rồng. Trên lý thuyết thì hỏa khắc mộc, nhưng trong trường hợp này thì phải suy nghĩ lại. Nhìn vào thân hình đồ sộ thế kia thì việc khi ông ta bị thương đó là một bài toán khó, chứ đừng nói tới việc tiêu diệt. Chưa kể, ông là một trong ngũ thần long thì sức mạnh của ông ta chắc chắn sẽ rất khác biệt. Ngay sau đó, trên trời xuất hiện một hạm đội với số lượng lên tới hàng trăm chiếc tàu. Họ là những con người thuộc hội đồng Giltina. Nhìn bên ngoài, họ có rất nhiều đặc điểm giống với quân đội Nga, và tên của họ trong tiếng Nga có nghĩa là hòa bình. Họ xuất hiện ở đây với mục tiêu duy nhất tiêu diệt một thần long. Vũ khí mà họ sử dụng được cho là tương tự với đại pháo Jupiter, nhưng uy lực thì khủng hơn rất nhiều lần. Vì một thần long quá to lớn, nên sát thương mà ông gánh chịu chắc chắn là 100%. Cứ tưởng rằng sau cú nã đại bác ấy, một thần long sẽ lũng vài chỗ, hoặc ít nhất cũng bị chạy chật. Tuy nhiên, đòn tấn công ấy không đủ để gãi ngứa cho ông, ngược lại còn bị ông phản đam cho sấp mặt. Toàn bộ chiến hạm bị quét sạch chỉ trong một đòn duy nhất. Cuối cùng, hỏa thần long cho rằng vũ khí của con người không đủ tầm mà chống lại thần long, còn nguyệt thần long thì đang mỉm cười trước sự giận dữ của một người bạn. Mở đầu vẫn là hình ảnh một thần long thông thả toàn bộ sau khi làm gọi cả một quân đoàn. Ngay lúc này, Natsu đang bần thần không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Rõ ràng vừa nãy có nguyên một hạm đội với những chiến thuyền được trang bị đến tận răng. Khi thế ngút trời, thề rằng tới việc Andoron không cho nó cơ hội làm điều sai trái. Sử dụng những khẩu pháo siêu to khổng lồ liên tục nã đạn vào người một thần long. Ấy thế mà vừa chớp mắt, toàn bộ chiến thuyền nổ tan tành, biến mất như chưa hề tồn tại. Sức mạnh này thật sự quá chênh lệch.
Chứ biết một thần long quá to lớn, chứ biết phải giải quyết như thế nào cho hợp lý. Ấy là nghĩ thế thôi, chứ với bản tính của mình, Natsu cứ đấm trước rồi nghĩ sau, suy nghĩ nhiều chỉ gây hại não. Natsu vận sức quay tay, giáng một quyền cực mạnh vào người Andoron. Nhìn qua có vẻ đòn tấn công này rất hiệu quả, vì nó phá hủy cả một khu vực xung quanh. Thế nhưng, nó vẫn chưa thấm vào đâu khi so với cơ thể đồ sộ của một thần long. Natsu phải công nhận rằng, đánh kiểu này gần như không có tác dụng gì hết. Sau đó là sự xuất hiện của mầm cây kỳ lạ. Mầm cây đánh giá đòn tấn công của Natsu xứng đáng nhận một điểm, và một điểm này chính là một điểm tổn thương do Natsu gây ra. Cũng theo lời của mầm cây, sức chịu đựng của Andoron đã tới 100 triệu điểm, nên Natsu sử dụng chiêu thức này thêm một cơ số lần nữa, may ra mới thắng được một thần long. Nếu những lời chơi là đúng, thì kèo solo này sẽ rất khó cho Natsu khi đánh đối thủ bao nhiêu cũng không xi nhê. Và nếu muốn chiến thắng, đòn tấn công tiếp theo bắt buộc phải có sức phá hủy vô cùng khủng khiếp. Sau khi cà khịa thằng đồ lửa, mầm cây biến đổi hình dạng khác. Lúc này, hình dạng bên ngoài của nó giống như một hình nhân bằng gỗ, cao lớn và không kém phần kỳ dị. Mình sẽ gọi tạm nó là một nhân. Nó lập tức tấn công Natsu, nhưng nó vấp phải sự phản kháng quyết liệt của cậu. Cùng lúc này, nhóm của Lucy cũng đang phải đối đầu với một đám một nhân. Số lượng đếm sơ sơ có khi lên tới hàng chục, hoặc thậm chí là hàng trăm con. Một trong số chúng mới tóm được Kana, nhưng nó không làm gì cô cả, mà chỉ đơn giản đọc suy nghĩ. Và đến đây, chúng ta đã biết được sức mạnh thực sự của đám một nhân là gì. Chỉ cần chạm vào người ở đó, chúng có khả năng thâm nhập vào suy nghĩ, tìm kiếm xem đâu là người có ma thuật mạnh nhất mà họ đang nghĩ về. Và rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng biến thành chính người mạnh mẽ ấy. Tất nhiên, ngay lúc này trong suy nghĩ của Kana, thì cha của cô là người có ma thuật mạnh nhất. Mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên khi một tên giống hệt Gildas bằng xương bằng thịt xuất hiện. Chúng giống y đúc bản chính, cả về ngoại hình, tính cách lẫn sức mạnh. Chỉ khác ở chỗ, chúng có một mầm cây ở trên đỉnh đầu và tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình là một thần long. Với khả năng này, chúng thực sự rất nguy hiểm. Chúng có thể xây dựng một đội quân thông qua tái tạo ký ức. Tuy chỉ là hàng phách, nhưng sức mạnh của chúng không hề thua kém bản chính. Cứ thử nghĩ xem, nếu chúng biến thành một đội quân Arcologia thì sẽ ra sao? Một Arcolo đó kinh khủng lắm rồi, bây giờ cả một bầy, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy khá gay cấn. Biết rằng, trước khi biến hình, bọn chúng rất mỏng manh và dễ bị đánh bại. Nhưng số lượng quá đông, cộng với chỉ cần chạm nhẹ thôi, mọi chuyện sẽ diễn biến rất xấu. Học theo binh pháp tôn tử, 36 kế chạy ra thượng sách, mọi người nhanh chóng thoát khỏi hỗn loạn. Quay trở lại với Natsu, khi này, một nhân trước mặt cậu đang thay đổi hình dạng. Trước đây, Natsu từng mà chiến đấu với rất nhiều đối thủ có tầm cỡ, chẳng hạn như Gazil, Cella, Lasset, hội trưởng Hades và đặc biệt nhất là Hắc Long Arcologia. Nếu biến thành một trong số họ, trận chiến sẽ rất bất lợi cho thằng đầu lửa. Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may, kẻ một nhân biến thành lại là thằng mèo được Happy. Đối với Natsu, Happy không chỉ là bạn, mà còn là một người anh em thân thiết. Hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm của họ còn bền chắc hơn cả anh em ruột. Cũng vì vậy, trong suy nghĩ của Natsu, Happy chính là người mạnh mẽ nhất. Cái cảnh mà thằng khác biến thành mình xong bị thằng bạn thân đấm bở mồm vì quá yếu, không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, không biết nên vui hay nên buồn nữa nhỉ. May mà Happy không ở đây, chứ nhìn cảnh mình bị Natsu đấm lần nữa, chắc khóc không thành tiếng. Dù sao cũng xem đây là điều tốt, biến thành Happy thì Natsu không phải gặp khó khăn khi chiến đấu. Tính ra đây là lần thứ 2 trong ngày, Natsu phải đấm sắp mặt Happy rồi. Từ lúc xuất hiện đến giờ, Happy ngoài khả năng tấu hài chơi bang, cậu còn luôn gắn liền với chữ nhỏ. Cậu liên tiếp bị mọc nấm, mọc mầm cây trên đầu. Cứ cái gì xui xẻo, cậu là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Sau khi đã biết không Happy fake, xung quanh Natsu xuất hiện thêm nhiều mộc nhân khác. Chúng bao quanh không cho cậu một cái hở, quyết căn cậu làm hại một thần long. Dù phải ở đầu với nhiều thanh niên thích sao chép, nhưng sự tự tin của cậu vẫn không hề suy giảm. Người ta hay bảo ngu lâu dốc bền, thông minh độc sức. Natsu không anh đấm bừa bãi nữa mà nghiêm túc suy nghĩ. Thường thì mấy thằng nhân vật chính chịu suy nghĩ thì kế hoạch sẽ rất hiệu quả. Natsu mỉm cười tự tin vì đã tìm ra cách chắc chắn đánh bại Andoron. Cùng thời điểm này, Lucy và đồng bọn phải gồng mình lên chống lại đám một nhân với số lượng áp đảo. Dù ma thuật của họ có mạnh tới đâu, nếu có dài trận chiến thì sớm muộn gì ma lực cũng cạn. Bọn một nhân sẽ có nhiều cơ hội sao chép thêm nhiều nhân vật khác mạnh tương tự Gildas. Chắc chắn lúc đó tỷ lệ chiến thắng sẽ giảm dần về không. Nhận ra rằng Juvia không còn bị khống chế, đồng thời có thể sử dụng ma thuật, nên chắc chắn những thành viên khác cũng không còn chịu sự điều khiển của Bạch Pháp Sư. Kana thả mọi người ra nhằm tăng số lượng thành viên có thể chiến đấu. Mọi người tuy còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhiệt tình chiến đấu. Đặc biệt là Gazil, nói đến cái gì chứ nói đến đấm nhau thì anh là người xông xáo nhất. Cảm thấy như được truyền cảm hứng, mọi người nhanh chóng tham gia trận chiến. Và sau đó chúng ta lại chứng kiến màn combat ngoạn mục bậc nhất của Mira. Một sự biến đổi cực ngầu, không dài dòng mất thời gian, tuôn chừa hai cục hàng hà xa số mộng nhân. Cũng lâu lắm rồi vì tôi chưa được thể hiện sức mạnh bá đạo của mình. Một nhân vật vừa xinh đẹp, vừa tay giỏi, vừa mạnh mẽ mà bị đối xử không khác gì con ghẻ. Lần này được tác giả cho lên sóng, ngầu hết chỗ chê, quả là không phí thời gian chờ đợi. Khi thấy Mira vẫn như xưa, mọi người cảm thấy tự tin hơn khi cô ở đồng minh. Đặc biệt là Gray, khi không phải lo lắng vì phải ra tay hạ gục chị em nhà Mira. Với khả năng quay xe thần thánh, chúng ta được đưa đến chỗ của Natsu. Khi này, Natsu đang quậy nhiệt tình với đám một nhân. Tuy thích phá hoại và đam mê đánh nhau, không bao giờ từ bỏ trước bất cứ thủ nào, nhưng đánh mãi mà số lượng không hề suy giảm,
mà ngừng lại ngày càng tăng thêm, dù có là ai đi nữa cũng nhanh chóng xuống sức. Với tình hình này càng kéo dài thì người gặp bất lợi hay chính là mình. Nasir quyết định sử dụng một đòn tấn công với sức công phá diện rộng nhằm quét sạch tất cả. Đòn tấn công tỏ ra hiệu quả khi thổi bay toàn bộ đám một nhân trước mắt. Đột nhiên Nasir bị một tên tóm lấy. Hắn bắt đầu xăm soi vào suy nghĩ của cậu, cứ tưởng rằng cậu sẽ tìm cách thoát ra, nhưng không, cậu vẫn đứng im cho hắn đọc suy nghĩ. Dường như việc bị bắt là do cậu cố tình và mọi thứ đang đi đúng theo sự tính toán. Cậu nở nụ cười như thể chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu biến hình, liên tục mỉa mai sự ngu dốt của thằng đầu lửa. Khi hoàn tất sự biến đổi, người đứng trước mắt không ai khác chính là hát pháp sư Zedep. Nasir không lo ngại mà ngược lại nở nụ cười vui vẻ và gọi Zedep là anh trai. Zedep Made in China giải thích rằng dù có là người thân của nhau, anh vẫn là một phần của Andoron. Nhưng đó mới chính là mục đích thực sự của Nasir. Cậu lợi dụng lời nguyền của Zedep để phản đòn là chính Andoron. Nói thêm một chút về lời nguyền Anseram, bất cứ ai dám bóp méo sự cân bằng giữa sự sống và cái chết sẽ phải đánh lời nguyền Anseram. Khi dính phải lời nguyền này, chỉ cần xuất hiện cảm xúc yêu thương, mọi thứ xung quanh đều bị tước đi sự sống. Càng yêu thương bao nhiêu, sự hủy diệt sẽ càng lớn bấy nhiêu. Chỉ khi nào người đó quên đi ý nghĩa của sự sống, lời nguyền sẽ được kiểm soát. Tuy nhiên, không thể kiểm soát hoàn toàn, đôi lúc nó sẽ bộc phát ngẫu nhiên và giết chết bất cứ ai ở gần. Ngoài ra, lời nguyền còn khiến người dùng bất tử trẻ mãi không già, phải sống cả cuộc đời ẩn dật, nó không muốn chứng kiến người mà mình yêu quý chết đi. Zedep và Mavis chính là hai ví dụ điển hình về lời nguyền này. Bất tử không thú vị nhiều người lầm tưởng, liên tục phải nhìn người thân của mình ra đi, sống trong sự cô đơn lẻ loi, muốn chết đi cũng chẳng dễ dàng gì. Quay trở lại với câu chuyện chính, khi này, lời nguyền của Zedep bắt đầu phát huy tác dụng, sự sống xung quanh liên tục bị tước đoạt, những mầm cây không thể phát triển thành mộc nhân. Chính tại hướng sức mạnh này mà Zedep phải chỉ biết bao đau đớn buồn khổ. Vậy mà cậu lợi dụng lời nguyền, bản thân cậu thấy có lỗi vô cùng. Điều chết khẳng định rằng Nasir đã tha thứ mọi lỗi lầm mà Zedep từng phạm phải. Dù gì, Zedep cũng là anh trai của cậu, người làm tất cả cũng chỉ vì muốn cậu hồi sinh. Dù biết điều này không đúng, nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng Nasir xử lý tình huống rất hợp lý. Bình thường ngu ngơ tay nhanh hơn não, nhưng lúc nguy cấp não lại hoạt động hết công suất, nghĩ ra một kế hoạch đến cả những người thông minh nhất cũng phải bất ngờ. Lời nguyền đang dần tác động, điều này khiến Zedep bắt đầu lo lắng cho một thần long. Andoron bắt đầu cảm nhận được nhiệt liên tục lung lắc cực mạnh. Mình nghĩ rằng trận chiến này sẽ chưa dừng lại ở đây. Đường đường là một thần long mà thua như vậy thì mất mặt quá. Với lại, để một thần long bị đánh bại dễ dàng quá, không giống tác giả mọi khi. Kiểu gì chép sau Andoron cũng tìm ra cách để ngăn chặn lời nguyền Anseram. Có thể hắn sẽ biến thành hình dạng con người. Thứ nhất, nó thuận tiện cho việc chiến đấu với đám lít nhít, vì đâu hề nào đánh nhau với bọn tí hon suốt ngày đu bám trên người của mình. Với lại, trong hình dạng con người, ông có thể dễ dàng thoát khỏi sự ảnh hưởng của lời nguyền kia. Họ chọn cách đơn giản hơn, xóa bỏ sự ảnh hưởng của lời nguyền bằng cách xóa bỏ sự hiện diện của Zedep. Đây chỉ là suy nghĩ của mình, còn diễn biến tiếp theo như thế nào chỉ có tác giả mới biết. Lời nguyền Anseram đã phát huy khả năng hủy diệt diện rộng của mình. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục theo cái đà này, sớm muộn gì một thần long cũng đoàn tụ với ông bà. Dù may mắn không bay màu thì chắc chắn cũng bị thương không nhẹ. Như dự đoán của mình từ trước, một thần long không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Zedep hàng phát nhận ra sự hiện diện của bản thân không đem lại lợi ích gì, trái lại gây thêm nguy hiểm cho chủ nhân. Hắn chủ động xóa bỏ sự tồn tại để ngăn chặn lời nguyền. Người ta thường bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù giáp trước khá là thông minh khi nghĩ ra kế hoạch nhằm triệt tiêu sinh lực hoặc chí ít gây thêm khó khăn cho Andoron, nhưng với sự trẻ trâu manh động, Nasir cảm thấy bị xúc phạm khi kế hoạch hoàn hảo của mình bị ngăn chặn dễ dàng. Cậu muốn sử dụng cái sách thêm một lần nữa, và lần này quy mô sẽ lớn hơn lúc trước. Một Zedep đã khiến Andoron mệt lên mệt xuống, nếu có thêm 2 hoặc 3 hoặc thậm chí là một quân đoàn Zedep, chắc chắn một thần long sẽ phải đi bán muối. Nasir liên tục cà khịa nhằm hối thúc sự trở lại của đám mộc nhân. Tuy nhiên, khác với những lần tấn công trước, lần này mộc nhân không bám lấy mặt của Nasir nữa, mà nó kéo cậu lún sâu vào lòng đất. Trong lúc thằng Nat đang bị đổ đầu xuống đất, nhóm Lucy đang phải chứng kiến một sự việc kỳ lạ. Bộ mộc nhân từ từ biến mất, và trong một khoảnh khắc, chúng gần như không hề tồn tại. Thế nhưng, đó chỉ phải bất ngờ lớn nhất. Từ dưới đất trồi lên một tên mộc nhân to lớn, tự gọi mình là hạt giống thần Metro. Chưa cần biết hắn mạnh như nào, chỉ cần nhìn qua vẻ ngoài, hắn ta khá là hay ho. Với thần thái nghiêm túc, cộng với sự tự tin trong lời nói, hứa hẹn đây là một đối thủ đáng gờm. Lúc đầu, một thần long có thể coi thường Fairy Tail, nên cử mấy con lính lát để xử lý. Nhưng trong trận chiến mang tính chất sống còn, kinh thường đối thủ là điều cấm kỵ, và cái giá phải trả là sự đau đớn cho Zedep hàng giả mang lại. Chắc chắn sau sai lầm này, Andoron đã nghiêm túc suy nghĩ, tính toán sao cho có lợi cho mình nhất. Theo mình, vì ông ta hy sinh mấy con quái nhỏ, tất cả đều nằm trong suy tính. Thứ nhất, vì loại bỏ đám mộc nhân nhằm tránh bọn chúng tự bóp lẫn nhau và gây hại cho bản thể chính. Thứ hai, vì tập trung sức mạnh vào một vài thành viên chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc tạo ra một bầy lính hầu như có tác dụng trong combat.
Ngay sau đó là màn thể hiện sức mạnh của Metro. Chỉ với một cái phẩy tay, hắn ta triệu hồi một binh đoàn một nhân với kích thước khổng lồ. Tất cả những người chứng kiến đều phải kinh ngạc về sự chuyển biến này. Đến ngay cả Gray, hai người máu não thì ít máu liều thì nhiều như Gazil cũng phải đổ mồ hôi. Nói thêm một chút về một nhân khổng lồ. Nhìn sơ qua, chúng thuộc dạng vai u thịt bắp, chiến đấu theo hướng tăng cơ full giáp, không có tư duy riêng, hoạt động hoàn toàn theo mọi chỉ dẫn của người triệu hồi. Bọn chúng có thể không thông minh, nhưng bọn chúng chiến đấu theo tinh thần, tao yếu như anh em tao đông. Thế nên, không việc gì phải sợ cái bọn tí hon bên dưới. Với tinh thần hổ báo như trên, rất khó đánh bại tất cả bọn chúng. Nếu muốn phong tỏa bọn chúng, thì việc đánh bại Metro sẽ là ưu tiên hàng đầu. Vì theo lý thuyết, kẻ chi hôi chính là sức mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng. Cứ đấm thằng đấy không chưa phát nào là bọn kia tự động bay màu. Ấy là về mặt lý thuyết, chứ còn thực tế như thế nào thì chỉ có tác giả mới biết. Biết đâu, đánh thắng thằng triệu hồi, bọn kia có hoạt động mạnh mẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Biết đâu, điểm yếu của bọn chúng là ở gáy, giống như điểm yếu của người khổng lồ trong bộ chiến tranh nào đó. Và như thói quen tao nhã của mình, cứ đang đến đoạn cao trào là người xem mà được đưa đi chỗ khác. Và lần này, chúng ta được đưa đến chỗ của Lasset. Anh đứng từ chiều mà mãi mới gặp được người quen, và người đó là Chela. Thứ mà họ đề cập tới đầu tiên là lý do vì sao mà Erza lại tàn tạ như vậy. Không biết Lasset cảm thấy như thế nào, chứ câu nói của anh không khác gì tự chửi chính mình. Anh liên tiếp thể hiện mình là một người ngây thơ vô số tội. Nếu biết người gây ra mọi chuyện chính là mình, không biết phản ứng đầu tiên của Lasset là gì. Có khi đứng hình mất 5 giây vì tự giẫm vào chân của mình. Suy nghĩ thử xem, nếu Chela phát hiện ra, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Không khéo lại làm màn trả thù cho bạn gái to nhất từ trước cho đến nay. Khi mọi thắc mắc còn chưa có câu trả lời, một tên hạt giống khác đột ngột xuất hiện với tuyên bố rất cứng, hắn sẽ loại bỏ tất cả những thứ mà Andoron không cần đến. Biết rằng Lasset đã bị thương kha khá, với lại lúc này Erza đang cần ai đó bảo vệ. Chela quyết định mình sẽ chiến đấu với cái thằng chậu tre vừa mới đầu game đã gáy. Chela chiến đấu một mặt là để bảo vệ bạn của mình, đặc biệt là cô gái anh yêu nhất Erza, mặt khác là vừa mài dũa kỹ năng chuẩn bị đấm vỡ mồm thằng nào làm quấy bị thương, vừa xả giận vì phải chứng kiến chuyện khó chịu trên. Đúng là một mũi tên trúng nhiều mục tiêu. À mà để ý bấy thấy, mấy chương gần đây, những nhân vật ít đất diễn đang nhận được comeback. Có khi trong trận chiến sắp tới, họ sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Ngay lúc này, nhóm của Andy cũng đang gặp tình huống bất lợi. Một hàng giống khác là xuất hiện, hắn tự gọi mình là Doom, giống như hai tên còn lại, hắn gáy rất to. Những tên phản nghịch chống là Andoron đều phải đối mặt với cái chết. Ờ thì phản diện nào xuất hiện cho nói thế, nhưng đâu có làm được gì đâu. Cùng lắm là gây ra một chút khó khăn, hoặc bro lắm là khiến ai đó bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng, lần này có vẻ không dễ dàng như những lần trước. Hiện tại trong nhóm, chỉ Wendy là người có khả năng chiến đấu tốt nhất. Nhưng từ những chương trước, cô bé đã dùng rất nhiều ma lực vào việc phân tách bạch pháp sư. Bây giờ, Wendy gần như không còn một chút ma lực nào trong người. Chưa kể, Wendy còn phải bảo vệ những người không thể chiến đấu như Toka và bạch pháp sư, hay những người có khả năng chiến đấu thấp như Happy và Kala. Dù Wendy có đầy đủ ma lực như ban đầu, cũng khó lòng giành chiến thắng trong kèo này. Vì việc vừa phải chiến đấu, vừa phải bảo vệ người khác sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi việc chỉ tập trung vào chiến đấu. Dù đối thủ có kém hơn, nhưng chắc chắn bất lợi vẫn nghiêng về Wendy. Nhưng khó khăn không đồng nghĩa việc chắc chắn thất bại. Wendy là một cô gái mạnh mẽ, thông minh, thì một chút thử thách sẽ không làm cô bé chùn bước. Có khi đây lại là cơ hội để Wendy thể hiện bản thân sau 3 năm tháng mang danh hiệu hỗ trợ của năm. Trong khi đồng đội đang chuẩn bị chiến đấu một trận chiến siêu to khổng lồ, Nát sư hiện đang lạc trôi ở nơi nào đó, nhìn rất chi là kỳ quái. Theo gì Nát sư phán đoán, đây có lẽ là trong bụng của một thần long. Hoang mang không biết phải làm cách nào để thoát khỏi cái nơi không khác gì phòng giam này. Khi mọi thứ đang bình thường, đột nhiên nghe thấy tiếng của một ai đó vang khắp nơi, xua tan sự tĩnh lặng. Có năm vị thần hộ vệ luôn trú ngụ cho năm quả cầu. Warfen thì đọc nội tâm con người, Metro chỉ huy một đội quân hùng mạnh, Gear là một chiến thuật gia đại tài, Doom mang đến sự chết chóc, và sự tồn tại của Nát sư chính là mối đe dọa cần phải được ưu tiên tiêu diệt đầu tiên. Với bản tính nóng nảy của mình, Nát sư cài khịa ngay rằng nó là năm nhân vật mà giới thiệu chỉ có 4. Lúc nhỏ đi học dạy tới bài tập đếm thì ngu gật hay gì mà đếm có vài số cũng không xong. Ta đây tuy hơi dớt một tí nhưng đếm số thì ta chưa đếm trượt bao giờ. Đây là mình chém gió gì Nát sư đang nghĩ, chứ Nát sư không hề nói những câu ấy. À mà không phải hắn không biết đếm đâu, mà là hắn chưa nói xong thì thằng đầu lửa đã bắt lỗi. Người thứ năm chính là bản thân hắn, hạt giống thần Andoron. Nát sư đã hỏi hắn có phải hình nhà thực sự của một thần long hay không. Câu trả lời là đúng nhưng cũng không hẳn. Theo những gì hắn nói, Andoron là tập hợp của năm cá thể, chứ không phải một cá thể duy nhất. Mỗi cá thể đều riêng biệt, có suy nghĩ riêng, cách chiến đấu riêng, điểm mạnh và điểm yếu riêng, và năm người này gộp chung lại mới chính là một thần long. Tuy có nguồn gốc giống nhau nhưng ở đâu cũng cần phải có người lãnh đạo, người đó có toàn quyền quyết định và những nhân vật còn lại phải nhất mực tuân theo. Một người bình thường, bộ não điều khiển chức năng của các cơ quan, điều khiển lời nói, suy nghĩ, hành động, giúp con người phản ứng lại các tình huống trong cuộc sống, điều hòa lại cơ thể khi bị stress, căng thẳng. Bộ não cũng đảm nhận vai trò rất quan trọng như tính toán, lập kế hoạch, suy nghĩ chiến thuật, vân vân. Đó là lý do vì sao Andoron bộ não là người có quyền lực cao nhất trong số tất cả những hạt giống thần.
và cũng giải thích lý do vì sao ông ta là chỉ huy của các hạt giống còn lại. Nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường ông ta. Một người chỉ huy không có nghĩa là họ chiến đấu kém. Sức mạnh của ông ta chắc chắn là rất mạnh, có thể mạnh nhất trong số 5 người. Dù ông ta nói rõ như vậy, nhưng gần như Natsu vẫn chả hiểu cái vẹo gì, mà cũng chẳng lấy làm lạ vì một cô gái kết cậu từ lâu, sẵn sàng vì cậu mà hy sinh, vậy mà cậu vẫn không nhận ra, thì việc lăng nhăng này cậu làm sao đủ khả năng để hiểu. Tất nhiên, với bản tính của một thằng máu liều, Natsu coi nhẹ sự hiện diện của Andoron này. Cậu suy nghĩ đơn giản, lúc trước một thần long to vật vã như kia thì đánh bao giờ mới si nhê, bây giờ ông ta chỉ bằng kích cỡ người thường thì đánh bại ông ta là không thành vấn đề. Tuy nhiên, việc xem nhẹ một trong ngũ thần long quả là một sai lầm, kể cả suy nghĩ đó xuất phát từ hàng nhân vật chính. Ông ta đính chính ngay lập tức, Natsu đã sai lầm rất lớn khi suy nghĩ như vậy. Cơ thể không to lớn không đồng nghĩa với việc dễ bị đánh bại. Tất cả sức mạnh của một thần long vẫn luôn ở bên cạnh ông ta. Không ngoài dự đoán, sức mạnh của bộ não Andoron thật sự quá kinh khủng. Chẳng cần hét to hóa Super Saiyan hay cái vẹo gì cả, chỉ cần đứng im, Natsu tự nhiên bị thương. Nên nhớ rằng, Natsu là một chuyên gia đấu tay đôi, nên việc ném một đòn tấn công không hề khó. Dù có bị đánh bất ngờ, Natsu vẫn đủ thời gian để đỡ đòn, tránh tổn thương nghiêm trọng. Ấy vậy mà đòn tấn công này, Natsu hoàn toàn bó tay, không hề biết đánh chúng từ khi nào, chứng tỏ ông ta đòn cực nhanh và chính xác. Nhìn cái cách mà Andoron cụ hành Natsu, nếu không có sự tỏa sáng nào đó, rất khó để Natsu lật kèo. Nếu những hạt giống còn lại cũng mạnh tương tự hoặc thua kém không quá nhiều, chắc chắn trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng gay cấn. Đặc biệt là phía Wendy, khi cô bé phải chiến đấu trong tình trạng cạn kiệt ma lực, và cái tên mà cô bé phải chiến đấu lại liên quan đến cái chết. Một kèo solo cực khó cho vị trí BSB của team. Thất bại là điều được nhìn thấy trước mắt khi phe địch có những quái vật hùng mạnh. Vì vậy, mình cho rằng Irene sẽ quay trở lại để hỗ trợ Wendy chiến đấu. Có thể giống như lúc trước, cho cô bé tạm thời có được một phần sức mạnh của mình. Hoặc Irene sẽ trở thành sư phụ, vừa hỗ trợ vừa chỉ bảo cho Wendy cách nâng cao sức mạnh có sẵn. Hay tuyệt vời hơn nữa, giúp Wendy khai mở trạng thái chiến đấu mới. Nếu được như vậy, thì đây được xem là bước tiến lớn trong sự phát triển của cô bé Thiên Long. Mở đầu chương vẫn là hình ảnh đau đớn tột cùng của Natsu. Andoron vẫn giữ phong thái khinh người vốn có, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Và như mọi bộ phim khác, nhân vật phản diện sẽ không bao giờ giết nhân vật chính ngay, mà từ từ kể hết mọi bí mật thầm kín, cũng như những gì mà hắn định làm tiếp theo. Sau đó thể hiện sức mạnh áp đảo bằng cách cụ hành nhân vật chính một cách từ từ chậm rãi, và cũng theo những mô típ quen thuộc, cứ kéo dài thời gian, kiểu gì cũng phải tìm cách phản đam. Đặc biệt là mấy thằng có quan hệ mật thiết với tác giả, anh lên nhờ tình bạn các thứ. Việc để nó sống càng lâu, sớm muộn gì cũng phải ăn hành thay cơm, và kế hoạch được dự tính từ trước chắc chắn sẽ đổ sông đổ biển. Theo những gì hắn tiết lộ, Andoron chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Nói chuẩn hơn là khoảnh khắc Andoron thức tỉnh một lần nữa, khoảnh khắc nhấn chìm toàn bộ Gitina vào lòng đất, thời khắc tất cả thuộc về một thần long. Và hắn cũng tiết lộ lý do vì sao một thần long lại sở hữu thân hình siêu to khổng lồ như vậy. Nhiều thế kỷ trước, Andoron đã tới Gitina sau khi bị Argolosia dần cho một trận gần chết. Lúc trước, ông ta chưa to lớn như bây giờ, nhưng cũng đủ gánh trên người một thị trấn. Để tích trữ thêm nhiều sức mạnh, Andoron xây dựng một thành phố trên lưng của mình, và ông ta sống nhờ vào việc hấp thụ dưỡng chất từ những người ở đây. Cho sức mạnh ngày càng tăng dần theo thời gian, kéo theo đó là kích thước ngày càng siêu to khổng lồ. Sau cùng, cơ thể của ông ta to lớn, vượt qua cả núi và chạm tới tận mây xanh. Cũng vào thời điểm ấy, một thần long nhận ra sức mạnh của mình ngày càng tăng lên quá nhiều, nhiều đến mức chính bản thân ông ta cũng không hề kiểm soát nó hoàn toàn. Vì thế, ông ta tạo ra 5 quả cầu cùng với 5 vị thần bảo hộ nhằm kiềm hãm sức mạnh ấy. Do sự hiểu biết còn hạn hẹp của mình, bạch pháp sư ăn phải cú lừa từ nguyệt thần long Selin, phá hủy lần lượt 5 quả cầu mà không biết hậu quả khôn lường phía sau. Chán ghét việc phải ngủ nghỉ, lần này thức tỉnh, ông ta quyết san bằng mọi thứ thành tro bụi. Sau những chi tiết trên, mình thấy rằng Andoron có rất nhiều điểm chung với Merphobia. Thứ nhất, họ là người sống sót sau sự kiện diệt chủng của Argolosia. Thứ hai, họ là một trong ngũ thần long được con người tôn kính và khiếp sợ. Thứ ba, sức mạnh của họ tăng dần theo thời gian, nhưng cũng vì thế mà họ dần mất kiểm soát với thứ sức mạnh ấy. Xét theo những điểm tương đồng với thủy thần long, cộng với việc ông ta tự phong ấn sức mạnh của mình lại, cho thấy ông ta chưa hẳn là một thần long tàn bạo. Trái lại, ông giống với Merphobia, đã chán ghét việc sử dụng bạo lực, chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Thế nhưng, việc năm mỏ cầu bị phá hủy, sức mạnh quá lớn dẫn đến việc mất kiểm soát, trở nên điên cuồng tàn phá mọi thứ, giống như lúc thủy thần long chiến đấu với nhóm của Natsu. Vốn là người yêu hòa bình nhưng thích đánh nhau, Natsu quyết ngăn cản thảm họa xảy ra. Thế nhưng, rất tiếc, sức mạnh nhân vật chính bữa này bị tác giả kiềm hãm chưa cho bộc lộ. Natsu tiếp tục bị bón hành ngập mặt. Trong lúc này, tại thành phố bàn tay phải, dù cơn bão từ chiều nhưng mãi vẫn không đánh bại được bọn một nhân khổng lồ. Tất cả đồng loạt bam skill nhưng vẫn không đủ để cải ngứa cho bọn chúng. Ngay cả Thiết Long Gazil, một tên hộ báo với lớp da còn cứng hơn cả sắt thép, cũng phải ngạc nhiên trước độ trâu bò của lũ một nhân kia. Với tình hình này, đánh nhau với bọn khổng lồ kia chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ phí ma lực. Gray và Juvia nhắm đến nhân vật điều khiển bọn chúng. Tuy nhiên, với khả năng chịu hồi, hắn nhanh chóng gọi lại một thằng đệ từ dưới lòng đất. Và tất nhiên, với độ cứng cáp của mình, combo phối hợp giữa Gray và Juvia hoàn toàn vô tác dụng. Nhưng nhờ vào đó, càng thêm chắc chắn và giả thuyết, hắn ta là một triệu hồi sư.
hắn rất kém trong việc đánh nhau tay đôi, chỉ cần hạ được hắn thì đám Lola kia không cần đánh cũng tự nhiên bại. Dù giả thuyết trên là đúng, mọi chuyện không dễ dàng hơn trước là bao, vì muốn tiếp cận được hắn thì phải bước qua rất nhiều mộc nhân khổng lồ với độ trâu bò gần như tuyệt đối. Trong khi đó, Sheila và Hạt Chân Thần kia vẫn đang nhìn nhau như hai thằng đàn ông, bên nào cũng ngầu, nói chuyện ăn gọn xúc tích chứ không la hét chửi bới giống như ai kia. Nói thêm một chút về Gia, theo lời của Andoron chỉ huy, Gia là một chiến thuật gia đại tài, chứng tỏ rằng hắn ta rất thông minh. Chỉ số IQ có khi hơn 200, ngang với những pha xử lý thần thánh của các game thủ. Khi chiến đấu, hắn luôn có một kế hoạch gì đó để tiêu diệt kẻ thù. Còn phía Zeola có gì? Sức mạnh, Zeola thuộc top những người mạnh nhất. Thông minh, Zeola cực kỳ thông minh. Đẹp trai, Zeola có thừa. Quả là một cây đấu thú vị, rất đáng mong chờ. Trong tiếng Anh, Ghi có nghĩa là bánh răng. Hắn cũng nói với Zeola rằng bánh răng của Zeola đã bắt đầu chuyển động. Một câu nói hết sức ẩn ý, có khi nào bánh răng ở đây là chỉ sinh mệnh của Zeola? Và Gia ngầm ám chỉ rằng Zeola sẽ không có cơ hội để chiến thắng. Nghe rất chi là vô lý, nhưng không kém phần thuyết phục. Những nhóm khác tuy vất vả chiến đấu, nhưng họ có nhiều thành viên, họ còn đầy đủ ma lực, nên việc cầm cự tìm ra phương án giải quyết sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nhóm Mandy lại không được như vậy. Như mình đã phân tích từ chương trước, cô bé đang gặp rất nhiều bất lợi khi solo với Doom. Ma lực thì cạn, người bên cạnh chiến đấu thì không đủ khả năng, phải bảo vệ thêm hai người đang bất tỉnh. Đúng là độ khó của game được nhân lên nhiều lần. Biết rằng Mandy không thể chiến đấu, Kala quyết định đảm nhận vai trò gánh team. Với suy nghĩ tiến công trước giành lợi thế, cô tung cước nhắm trực diện vào Doom, nhưng nó đã bị bắt bài. Doom dễ dàng ngăn cản chỉ với một bàn tay. Thế nhưng Doom không chỉ đơn giản đỡ đòn, mà hắn sử dụng một chiêu thức đặc biệt. Cơ thể của Kala dần bị bao phủ và đông cứng như một bức tượng. Trên đầu có xuất hiện mầm cây với 5 chiếc lá. Theo lời Doom thì đây là sinh mệnh của Kala. Mỗi chiếc lá rơi xuống mỗi 60 giây, khi tất cả lũ tàn cũng là thời khắc Kala về với đất mẹ. 5 chiếc lá tượng trưng cho thời gian chỉ có 5 phút. Mà kể ra số của Kala cũng nhỏ. Lúc chưa đối đầu với Di Maria, Kala cũng suýt chết và phải đứng ngoài trận chiến. Bây giờ là bị đóng băng một lần nữa. Nhìn bạn mình phải chiến đấu vì mình, không biết cảm xúc lúc ấy sẽ ra sao. Wendy cố gắng dùng chút ma lực còn lại vô hiệu hóa năng lực dị thường kia, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Vì đây không phải biến đổi trạng thái, mà đây là số mệnh diệt vong. Hình ảnh một chiếc lá rơi xuống khiến Wendy và Happy thêm phần lo lắng, vì bây giờ thời gian chỉ còn lại 4 phút. Như vậy, muốn cứu Kala, cách duy nhất có thể nghĩ tới là đánh bại Doom. Nhưng đánh bại hắn ta như thế nào, đó vẫn là một câu hỏi lớn. Vừa rồi là những phân tích và bình luận của mình về chương 55. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.